đại tiền liệt tuyến, ai dễ mắc, nguyên nhân do đâu gây phì đại tiền liệt tuyến? Tuyến tiền liệt là một bộ phận của hệ sinh sản nam giới, có kích thước như hạt dẻ, có vị trí trước trực tràng, dưới bàng quang, bao quanh ống niệu đạo và gồm hai múi, thường phát triển ở tuổi dậy thì. Đến khoảng 20 đến 25 tuổi bắt đầu ổn định, nhưng đến sau 40 tuổi, tuyến tiền liệt có khuynh hướng phát triển bình thường, được gọi là phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Nguyên nhân do đâu gây phì đại tiền liệt tuyến? Phì đại tuyến tiền liệt không chỉ do yếu tố tuổi tác gây nên mà còn do một số nguyên nhân khác tác động như quan hệ tình dục quá độ. Quan hệ tình dục giúp nam giới thoải mái hơn, đáp ứng nhu cầu sinh lý bình thường. Tuy nhiên, quan hệ với tần suất dày đặc và mức độ cao lại khiến cho tuyến tiền liệt dễ bị xung huyết, phù nề và phì đại. Thường xuyên lạm dụng các loại đồ uống có chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, chất gây nghiện khiến tuyến tiền liệt phần nào bị ảnh hưởng. Chế độ dinh dưỡng hàng ngày không hợp lý hoặc không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm cay, chua, chất béo động vật sẽ khiến cho mạch máu bị giãn ra, máu bị tụ lại trong tiền liệt tuyến, từ đó gây nên tình trạng phì đại tuyến tiền liệt. Quý ông có sức đề kháng kém, bị stress kéo dài, cơ thể thiếu nước hay ra mồ hôi. Nam giới thường xuyên phải làm việc hoặc sinh sống trong điều kiện môi trường bị ô nhiễm. Người đã và đang mắc các bệnh về đường tiết niệu, bệnh viêm bàng quang, bệnh nội tiết như tiểu đường.